Trên địa bàn huyện Ngọc Hồi hiện có 5 nhà máy chế biến mủ cao su, trong đó nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi và Vạn Lợi liên tục bị người dân phản ánh không đảm bảo môi trường khí, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền địa phương khẳng định thường xuyên kiểm tra nhắc nhở. Thế nhưng, tình trạng này vẫn kéo dài nhiều năm. Trên địa bàn xã Đắk Nông có 2 nhà máy chế biến mủ cao su, trong đó có nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi. Nhà máy này liên tục bị người dân phản ánh về tình trạng phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đắk Nông khẳng định, chính quyền địa phương và ngành chức năng nhiều lần kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường của 2 nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn xã nói chung, nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi nói riêng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, chỉ nhắc nhở nhà máy khắc phục các vi phạm. Thì Ủy ban Nhân dân xã cũng phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra, mục đích thì chủ yếu là nhắc nhở các cái nhà máy, đặc biệt là nhà máy Đại Lợi có cái biện pháp bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân. Để đảm bảo công tác mà bảo vệ môi trường cho người dân trong cái thời gian tới, thì Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tiến hành đánh giá và kiểm tra lại bằng cái phương pháp khoa học. Liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi thối phát tán từ nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi, vào năm 2020, làm việc với cơ quan chức năng, đại diện nhà máy giải trình do kho chứa mủ bị nứt nên nước rỉ mủ rò rỉ ra khu vực bên ngoài nhà máy. Năm 2022, nhà máy giải trình do đang trong mùa cao điểm, lượng mủ thu mua tăng đột biến, nhà máy không đủ chỗ chứa tại các kho có sẵn nên chứa mủ tạp tại sân bê tông. Trong các biên bản kiểm tra, ngành chức năng đều yêu cầu nhà máy phải xử lý nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường, thu gom toàn bộ nước rỉ từ khu vực chứa nguyên liệu vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, thực hiện đầy đủ yêu cầu như giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã đăng ký. Thế nhưng mới đây, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum ghi được những hình ảnh này. Mủ cao su đổ đống ở sân bê tông, nước rỉ mủ đọng nhiều nơi trên sân nhà máy. Thực trạng này cho thấy nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi không khắc phục các tồn tại được các đoàn kiểm tra yêu cầu. Trong chuyến công tác tại huyện Ngọc Hồi vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo các cấp chính quyền, ngành chức năng phải thanh kiểm tra các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, nhất là với 2 nhà máy gây mùi hôi thối là nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi và Vạn Lợi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi khẳng định, ngay trong ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Chính quyền địa phương thì cũng độc lập kiểm tra được, tuy nhiên là đối với cấp huyện thì không có các cái thiết bị về khoa học để kiểm tra và khẳng định được. Phải đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ cái nội dung về kỹ thuật. Người dân xã Đắk Nông và thị trấn Pleikon vẫn đang chờ đợi. Không biết đến bao giờ tình trạng hôi thối ở 2 nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi và Vạn Lợi mới được khắc phục.